Đây đang gọt sạch sẽ để gửi cho khách hàng. Đây là nấm tràm nha, được thu hoạch từ rừng về đó. Hôm nay thì gửi đi Sài Gòn, đang chuẩn bị thùng sẵn hết rồi nè. Mà vô người ta ăn làm gì nóng rồi hả? Cái này ở mình không ấy, cho tìm cát chỗ khi nó ra thì có quá trời nó rồi. Nấm đây là thu hoạch trên rừng tràm khu vực Bình Định, ở An Hảo, Hội An, Bình Định. Ồ, cái này to rồi, mấy cái to rồi, không có lấy, cái to bỏ nha. Mấy cái này thì không nên dùng nữa rồi. Thì lúc mà nấm gửi đi cái là nó bị hư hết. Về nấm sẽ lựa ra. Thì hôm nay thì khách hàng bên nấm lấy là lấy tươi, tức là sơ chế tươi như thế này. Còn bình thường thì nếu mà anh em cần thì nấm phải rửa sơ nước muối rồi luộc sơ lại đi, sau đó hút chân không gửi cho đảm bảo. Khi mà hút chân không gửi rồi thì anh em có thể để trên tầng đông tủ lạnh dùng rất là lâu, vài tháng cũng không có sao hết. Cái nấm này khi mà luộc sơ lên nó rất là nhớt, nhớt, và khi đó rửa lại nước nước sạch đi, rửa lại một hai lần đi. đóng hàng đến cho kịp. Đó, còn chân còn đất rồi luôn nè. Cái thùng nãy có cụm băng keo bỏ nè. Có các cái tàu lá chuối, sau rồi mình sẽ xếp ở bên dưới để cho nó khỏi ẩm, nó ẩm cái thùng này. Nấm tràm này thì làm rất là nhiều món ngon, nhưng mà vẫn là nướng là đặc biệt đối với những anh em thích nhậu. Xin lưu ý nha, nấm tràm này rất là đắng nha, nên là phải luộc sơ một hai nước đi cho nó đỡ đắng bớt. Hy sinh cái nón chị Chánh. Ở đây thì tầm khoảng cỡ 7-8 kg gì đó, nấm sẽ gửi cho khách hàng. Thì đơn hàng của nấm thì đã đặt bao nhiêu ký bỏ này. Giảm mấy cái đấy hai sách gì cho nó nặng, bỏ đi hai nhỏ nhỏ thôi nha, tốt nhất thì cứ cỡ này trở xuống thôi, lựa ra hết lấy cỡ này. Mà sao bữa nó gì nó nhổ gì ngó không sao, em lấy tàn luôn anh, mà không nhổ gốc nữa lạch gốc như mình ký vậy đâu. Tùy mỗi người. Ừ. Nó đâu có khi em biết sao không? Họ lên rừng á, họ sợ cái thời gian mà lặt á tốn, đem về nhà làm bự bự này tàn luôn, không lấy luôn. Thì nhổ về nhà không sao, bắt đầu nó ghen chửa gió. Cái đó là phơi khô, ví dụ như những cái mà bự bự như thế này thì phơi khô, còn đây là mình gửi tươi như thế này luôn. Với lại mình làm hàng là mình phải làm hàng cho chất lượng, chứ mình không có thể nào mà mình ẩu được mấy cái vấn đề đó. Đấy, đã. Phải đã chưa? Phải nấm đã chưa? Cái bự bỏ ra. Bự bỏ ra đi, bỏ luôn, không có ăn nữa đó. Ui cái này à? Chân đã. Nấm ấy không rồi. Cốt này lạc đó là cốt. Nó lên là nó lên đông thùng. Nhỏ nhỏ đi. Rồi, nó sẽ kết thúc cái video ở đây nha. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo cho nấm. Nấm có để số điện thoại ở bên dưới mô tả. Rồi, anh em có nhu cầu thì nấm ship tặng giường ngủ luôn á. Chơi có đó đó. Rồi, bye bye cả nhà nè. Nhổ mê mất rồi.